Dấu hiệu tuột đường huyết là như thế nào? Hoàng Sơn xin chào bà con. Khi chúng ta tăng đường huyết và chúng ta tuột đường huyết thì cơ thể chúng ta nó rất là bất thường, nên là chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà những người mà đã bị bệnh về đường huyết thì chúng ta nên có cái thiết bị đo tại nhà. Ví dụ khi mà chúng ta bị hạ đường huyết mà chúng ta lại tưởng tăng, mà tăng lại tưởng hạ, thì sử dụng thuốc hoặc là điều chỉnh chế độ ăn uống không phù hợp thì rất là nguy hiểm cả nhà ha. Và đây là những dấu hiệu tuột đường huyết mà chúng ta hay thấy, đó là cảm giác như chúng ta chóng mặt, đau đầu, lo âu, tay chân run rẩy giống như chúng ta đói vậy đó. Và trường hợp thứ hai đó là da chúng ta bị xanh nhợt nhạt, và chúng ta bị đổ mồ hôi tay, đổ mồ hôi chân và mất bình tĩnh, trống đánh lồng ngực. Trường hợp tiếp theo đó là tim chúng ta sẽ đập nhanh, có thể cơn đau thắt ngực, đo co thắt ở vùng tim. Và trường hợp thứ tư đó là chúng ta có cảm giác đói, cồn cào, nóng, đau rát dạ dày. Trường hợp tiếp theo đó là tâm thần có thể chúng ta bị kích động hoặc là mình rối loạn, cười nói, ảo giác. Và trường hợp nặng hơn đó là chúng ta bị hôn mê khi bị hạ đường huyết, và khi nguy hiểm hơn đó là hôn mê sâu. Những trường hợp này đều rất là có hại cho cơ thể và rất là nguy hiểm. Nên như Hoàng Sơn nhắc lại đó là nếu cả nhà mình đã có người bị bệnh đường huyết, về hạ đường huyết hoặc là tăng đường huyết, thì chúng ta nên có một cái thiết bị đo tại nhà để chúng ta theo dõi thường xuyên, để điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Đừng có để tăng cũng là nguy hiểm và hạ cũng nguy hiểm. Chúng ta cố gắng giữ cho đường huyết mình ở cái mức tốt nhất có thể. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Bà con nhớ xem thêm các video về bệnh tiểu đường, tăng đường huyết, hạ đường huyết, bệnh huyết áp và cách sử dụng một số thiết bị y tế tại nhà đơn giản, nhanh và khắc phục một số lỗi tại nhà như thế nào. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.